Việt Nam có cà phê sữa thì latte là cách pha cà phê sữa của người Ý và được các nước Âu Mỹ ưa chuộng sau này. Latte được làm từ 100% cà phê espresso kết hợp với sữa tươi và đường. Latte là loại nước uống nhiều sữa, ít cà phê, thích hợp với phụ nữ và người bị say cà phê. Với cà phê phong cách Ý thì latte có sự kết hợp giữa cà phê Arabica cùng sữa tươi, đường hoặc các loại syrup như vanilla, hạt dẻ. Còn ở Việt Nam, đa phần các quán đang kết hợp với sữa đặc. Vì gu Việt Nam uống Robusta nhiều hơn nên sự phối hợp với sữa đặc có vẻ hợp gu hơn. Còn nếu sử dụng cà phê Arabica, một phần vì giá thành cao, một phần vì ít quán có hai loại cà phê và hai loại máy xay để vừa gu Ý vừa gu Việt Nam theo đúng tiêu chuẩn được, cho nên sử dụng chung một loại cà phê cho tiện. Vì vậy, người nước ngoài họ uống latte kiểu Việt Nam thấy rất là lạ và khó uống. Khi bán quán, bạn chọn vị trí và đối tượng để phục vụ sao cho hợp khẩu vị nha. Bán cho Tây thì sữa tươi, bán cho ta thì sữa đặc.